khi nghe anh Tuấn Ngọc hát đó, thì anh cũng thấy là cái phần diễn đạt của anh Tuấn Ngọc rất là hay. Anh không dám nói về cái lời thơ của mình, nhưng mà đó là một cái kỷ niệm để nhớ về Sài Gòn, cái thời có thể là thời của anh, thời của Mai Vi và thời những người yêu Sài Gòn trước năm 75, với những cái gắn bó, và nó như cái góc nhỏ mình đã đánh mất cái tuổi thơ, và bây giờ mình nhìn lại choáng ngợp của một Sài Gòn thay đổi. Em đã nghe anh Tuấn Ngọc hát cái nhạc phẩm Khi Em Đi Rồi, mới có một lần đầu thôi, một lần duy nhất để anh thử âm thanh thôi, mà em đã cảm thấy xúc động lắm. Trong đó có những từ, những cái chữ nhắc về Sài Gòn rất là thân yêu của chúng ta, thì em nghĩ đúng, cái bài này sẽ là bài top hit đó thưa anh. Vậy bây giờ nói về Hạt Giống Tình. Bài Hạt Giống Tình đó, có thể là bài đó là một định mệnh của anh. Một định mệnh để đưa anh bước vô cái dòng nhạc phổ thơ. Một lần anh nói chuyện với nhạc sĩ Vũ Thành An, cách đây một năm. Anh Vũ Thành An từ Oregon đến San Jose thì ngồi uống cà phê, thì anh mới nói chuyện với anh Vũ Thành An về thi ca, về văn chương. Anh không có nhắc về vấn đề thơ phổ nhạc, bởi vì từ khi nhạc sĩ Vũ Thành An phụng sự Chúa, bây giờ đã làm phó tế 10 năm qua rồi, thì nhạc sĩ Vũ Thành An không còn làm nhạc tình nữa. Lúc đó anh Vũ Thành An mới nói là ông đưa cho tôi một bài thơ, thì anh nghĩ là anh cũng đưa như vậy thôi. Thì một tuần sau thì anh Vũ Thành An gửi cho anh một cái audio, nó là tôi đã phổ xong bài này và tôi hát, nhưng cái bài khi mình hát đó để cho ca sĩ biết lấy tông thôi, chứ đừng có phổ biến cái bài hát của tôi. Thì anh Vũ Thành An đã chọn một bài thơ của anh để ra một ca khúc là Hạt Giống Tình. Xin đời hãy nói mối tình đầu là hạt giống trăm năm, hạt giống tình rơi trên đánh đôn sẽ nở tươi thành đóa thi ca. Giống tình ươm trong lòng tôi, kết tinh thành một khối lòng lạnh. Bạc sao trong khoảng thời gian gần đây nhất thì hai anh em lại ngồi nói chuyện với nhau ở San Jose. Anh Vũ Thành An thì anh ở Oregon, anh thì anh ở San Jose. Thì anh Vũ Thành An nói là anh lại nói chuyện về thơ, rồi anh Vũ Thành An nói là chọn nó làm cho anh một cái cảm hứng là anh muốn trở lại sáng tác và nhạc tình, một cái lời hứa hẹn với nhau sẽ làm chung với nhau là 10 ca khúc về tình yêu. Bởi vì anh Vũ Thành An nói là tôi có 10 ca khúc không tên, thì giờ chọn ráng viết làm sao 10 ca khúc về tình yêu để mình có thể mình ra đời sớm nhất về 10 ca khúc tình yêu. Điều anh vui là anh Vũ Thành An trở lại với cái dòng nhạc tình của mình, bên cạnh đó anh vẫn còn những cái việc phụng sự cho Chúa và nhạc hướng về Chúa, đó là cái bài Hạt Giống Tình. Nhưng cái bài đó cũng là bài khởi đầu để cho anh nghĩ rằng là mình nên làm những cái bài thơ để phổ nhạc. Và anh cũng lúc nào anh cũng mong những người làm thơ sẽ có những cái bài thơ được phổ nhạc, và những nhạc sĩ sẽ nghĩ đến những cái bài thơ đó, vì những người làm thơ thì bao giờ cái nội dung của họ, cái dòng chữ của họ nó đầy tâm sự.
Phải nói rằng là với tư cách là giám đốc của một đài truyền hình, các đài truyền thanh, anh lại là một nhà văn, nhà thơ, anh có cơ hội rất nhiều để mà quen biết, thân tình với các nhạc sĩ. Nhưng mà riêng trường hợp anh rất đặc biệt, anh không bao giờ hỏi người ta để mà phổ nhạc thơ của anh. Và có lẽ Mai Vinh nghĩ anh cũng không nghĩ đến điều đó, cho đến khi những cái người nhạc sĩ họ cảm nhận được những cái bài thơ của anh, thành ra họ đam mê quá thì họ mới là xuất thần để mà làm một cách nhanh chóng như vậy. Kính thưa quý khán giả, và bây giờ thì Mai Vi đang được hân hạnh đứng bên một người nhạc sĩ tài hoa rất là trẻ mà lại phái nữ nữa. Bởi vì sau khi Mai Vi đã được nghe qua ba sáng tác mà cô đã phổ nhạc từ thơ của nhà văn nhà thơ Đỗ Vẫn Chọn, Mai Vi xin thân mến chào nhạc sĩ Mai Hoài Thu. Dạ, Mai Hoài Thu kính chào chị Mai Vi và kính chào đài truyền hình Viên Thao cũng như toàn bộ anh chị em ở trong Hội Trùng Dương. Vâng, phải nói là Mai Vi mới được thưởng thức qua những tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan, rồi nam ca sĩ Tuấn Ngọc và nam ca sĩ Tuấn Anh với cái ba nhạc phẩm do Mai Hoài Thu đã phổ nhạc từ thơ của nhà văn, nhà thơ Đỗ Vẫn Chọn. Thì Mai Vi thấy cảm xúc rất là nhiều. Vậy thì Mai Hoài Thu cho biết rằng là cái nguyên do nào, cơ duyên nào mà Mai Hoài Thu đã phổ những bài thơ đó? Kính thưa chị, thì thực sự ra Mai Hoài Thu là dân làm thơ chứ không phải là nhạc, và lấn sân qua thị trường âm nhạc khoảng chừng vài năm đây. Và hơn khoảng một năm nay thì Mai Hoài Thu đã sáng tác rất nhiều ca khúc và cũng có phổ khoảng hơn 10 tác giả của nhà thơ, và trong đó có 3 tác phẩm của nhà thơ Đỗ Vẫn Chọn. Thì đây là một cái nhân duyên, thì em nghĩ rằng mọi thứ đều là nhân duyên cả. Thì có một ngày nọ Mai Hoài Thu bắt gặp 3 bài thơ của anh Chọn, và trong thơ của anh Chọn có mang tính nhạc rất là nhiều. Và chính vì mình làm thơ và anh Chọn cũng là làm thơ cho nên rất là đồng cảm, và khi đọc lên những cái dòng thơ tình lãng mạn thì Mai Hoài Thu thích lắm. Và thực sự thì thơ của anh Chọn đã hay rồi, và Mai Hoài Thu chỉ thả vài nốt nhạc để làm cho cái hồn thơ bay bổng thêm thôi. Và trong thơ anh Chọn thì anh Chọn làm thơ rất là đa dạng, có những bài viết về những tình cảm, tình yêu đôi lứa, có những bài viết về thân phận cuộc đời. Thì trong đó Mai Hoài Thu phổ được 3 bài. Là bài Sợ Em Giận mà Ý Lan sẽ trình bày, và một bài nữa là bài Khi Em Đi, Tuấn Ngọc trình bày, và bài thứ ba là bài Tìm Nhau Trong Xa Vội do anh Tuấn Anh là trình bày. Thì Mai Thu rất là, phải nói là rất hài lòng với 3 ca khúc này, bởi vì là nó dạt dào cảm xúc vô cùng. Và trong cái vấn đề làm nhạc, Mai Thu phổ theo ngẫu hứng, cho nên cái cảm xúc nó nhiều hơn. Vâng, thưa với anh Chọn, Mai Vi thấy là anh là một trường hợp rất đặc biệt, bởi vì những cái bài thơ của anh được các nhạc sĩ tự ý cảm nhận mà phổ ra nhạc, chứ anh không có yêu cầu. Thế thành ra là anh nhớ ngày xưa chúng ta có những cái bài thơ mà được phổ nhạc và được cho đến giờ phút này, mấy chục năm sau, những cái bản nhạc mà phổ từ thơ vẫn để đời. Thí dụ như những bài thơ của nhà thơ Đinh Hùng, nhà thơ Cung Trầm Tưởng nè, Nguyên Sa, Du Tử Lê, vâng, còn rất nhiều nữa. Nhưng mà những cái bài đó gọi là bất tử. Thì bây giờ sau bao nhiêu năm, mấy chục năm, Mai Vi lại thấy xuất hiện trở lại. Đó là những bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc từ thơ của anh. Mai Vi nói những cái lời từ ở trong ca từ trong đó mà dùng lời thơ của anh, phải nói là rất là hay, rất là thâm thúy, sâu sắc. Để xin anh có thể cho biết cái cảm nghĩ của anh. Thật ra thơ phổ nhạc đó, nó phải có cái duyên. Anh Du Tử Lê anh nói là em bén duyên với âm nhạc đó. Thì nó cũng có lúc, chẳng như bây giờ tùy cái cảm xúc của người nhạc sĩ và họ chọn trúng cái bài thơ, họ soạn thành ca khúc. Rồi đó còn vào ca sĩ nữa, chúng ta kết hợp được những cái yếu tố về thơ, về nhạc và người trình diễn thì nên nó có lại một cái bản nhạc hay.
Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa là cái bản nhạc đó được đón nhận hay không. Nó còn tùy thuộc vào khán giả, và nó cũng có, anh vẫn nghĩ là một cái bản nhạc, hay nói chung mình làm nghệ thuật đó, cái số của một tên tuổi của một người ca sĩ hay là một tác phẩm, nhiều khi nó có cái số của nó, cái số được may mắn hay không may mắn. Thì còn lại vấn đề là anh hy vọng rằng là với những ca khúc mới này được khán giả đón nhận, dù sao thì trong những cái sự cố gắng có một cái điều gì góp phần trong vấn đề âm nhạc, trong vấn đề nghệ thuật, thì anh và những nhạc sĩ đó và những ca sĩ đó, mình lại có thêm được những ca khúc mới để được dâng đến mọi người, thì cũng là một cái điều mà anh cảm thấy đó là một cái sự rất là vui. Bởi vì phải nói là những cái bài thơ được phổ nhạc của anh thổi một luồng gió mới cho nền âm nhạc của Việt Nam tại hải ngoại, mà chắc chắn cũng sẽ nghĩa là thổi về nơi quê hương chúng ta. Mai Vi chúc anh là thành công trong tất cả mọi lĩnh vực, nhưng mà riêng về âm nhạc thì những bài nhạc của anh, Mai Vi biết chắc một điều là sẽ đi vô lòng người và bất tử với thời gian. Một lần nữa anh xin được cảm ơn Mai Vi. Anh hy vọng là những dòng thơ của anh, qua sự sáng tác của những nhạc sĩ, trong đó có anh Vũ Trình An là một nhạc sĩ lớn, rồi có Nguyên Như, có Mai Hậu Thu, sau này chúng có những nhạc sĩ khác nữa, thì được mọi người nhớ và thưởng ngoạn. Cảm ơn.